Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Thi sẽ chia sẻ với bạn một số cách mà mình đấu dây điện sống nha bạn. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái hai điện phụ này, mình sẽ làm minh họa cho bạn xem nha. Thì nếu dùng đấu điện sống á, thì nguyên tắc của mình là phải có hai kim như bạn. Thì một kim cắt và một kim băng. Nhưng mà kim cắt của mình thì giang hồ đã đua rồi, cho nên là không có ở đây. Đó. Thì mình sẽ dùng cái kim mã nhọn này để mình làm với kim cắt. Thì một đầu á, mình sẽ dùng kim băng này, mình cố định lại. Và kim cắt đó nha bạn, mình sẽ kê vào đây. Các bạn biết không thấy không ta? Đây, mình sẽ kê vào này. Đó. Đúng không? Mình khảy nhẹ được thôi. Đó. Thấy không? Tốt. Thì mình tuốt chay ra. Thì nhớ là không nên tuốt hết cái quả nhựa này ra khỏi cái sợi dây điện. Đó, đã xuống. Đối với sợi dây 2 mình cũng làm tương tự luôn. Cũng kim bằng kẹp vào sợi dây, kim cắt. Đó, thì mình đang dùng kim mới nhọn mình tượng chân này. Giữ vào. Cắt tuốt ra. Đó. Rồi, tuốt. Lưu ý mình luôn là tốt là không để làm mất, không có tụt hết cái lớp vỏ nhựa này ra nha bạn. Rồi. Thì khi mà mình đã có hai sợi điện là tốt cái này rồi đúng không? Mình chập hai điện lại với nhau. Đó. Vậy như thế này, dùng một tay á, mình cầm vào cái đầu nhựa của sợi dây điện này, quấn qua. Đó. Hai sợi mình gặp lại nhau này, cái này. Thì mình sẽ dùng tay gặp trước để cho nó có được cái tư thế. Rồi sau đó này dùng kìm này mình siết lại các bạn. Đó. Siết cho mình. Rồi. Thì giờ mình rút luôn đi. Mình sẽ rút lớp nhựa ra luôn đó. Mình thấy không? Thì nó lúc đầu mình nói là không nên, tại sao mà mình không có tuột hết lớp nhựa đi đó. Đó. Được đoạn như ý rồi này. Thì mình sẽ cắt đi cái phần dư thừa của cái dây đồng đây. Đó. Các bạn cắt cho đẹp đi. Thì như cách hồi nãy nó, thì về trước mình cũng hướng dẫn các bạn á, là cái vấn đề kiểu này nè bạn, là mình không có để dây điện nó thẳng ở này. Đây, mình sẽ để nó này luôn này. Mặc dù hiện tại không có điện nha, nhưng mình làm đúng thao tác mà mình xưa khi mà sử dụng bằng khi cái dây này có điện này. Đó, mình sẽ không quấn bằng keo kiểu này, cặp mình quấn kiểu này nha, không nên nha bạn. Mình đặt bên đây này nè, mình thẳng điện ra và cái vị trí nó này mình sẽ gập xuống, mình gập xuống thế này, đó. Gập xuống và mình sẽ quấn bằng keo và quấn là quấn từ cái vị trí mà mình kẹp đây nha bạn, cái vị trí mình kẹp cái kìm vô này. Bởi vì chỗ này đó, thì khi cái kìm nó kẹp vào sợi dây điện đó, có thể dẫn đến tình trạng là nó bị xước cái lớp vỏ, nó không còn cách điện tốt nữa. Cho nên mình sẽ quấn dây điện từ vị trí này, quấn đi và quấn hết cho đến cái vị trí kẹp ở này luôn, thấy không? Đó. Thì đây là cách mà mình sẽ quấn dây điện sống anh em, nó hai điện với nhau. Còn đó với cái trường hợp mà mình sẽ nói sợi một cái điện này và một sợi dây điện khác, coi là mình chiếc nguồn chiếc dây á, thì mình làm thế nào? Thì tương tự luôn, giả sử đây là cái dây điện đang có điện nha bạn, dây màu xanh sọc này, đây dây te này, đó, mình sẽ chiếc nguồn cũng, mình sẽ làm như sau là mình sẽ dùng một cái sợi cái kìm kẹp này, cái kìm bằng này, mình giữ dây cố định này, kìm cắt này. Đưa cái mũi cắt sát vào cái mũi kia kim bằng này. Đó, kẹp chặt vào. Một cái lực vừa phải mà đừng dàn ra kẹp tốt nha, trong phải kẹp đứt nha. Đó. Mình giữ và mình ngang qua. Đâu, tiếng ngang nào. Bạn thấy tay mình không? Tay mình này hiện tại nó không có đụng vào cái vị trí kim loại ở trên kìm luôn nha bạn. Đó. Thì mình tuốt được một đoạn khoảng chừng 1 xăng này cũng được. Là ok rồi đó. À, rồi. Và cái sợi dây đen là mình sẽ chiết nguồn từ nguồn qua cái sợi dây màu vàng này, đúng không? Thì mình tuốt
Vì đây là điện sống nha bạn, điện sống cho nên là mình phải làm nó cẩn thận nha. Mình sẽ giữ dây nha bạn, để như thế này, để vị trí cái sợi dây, cái phần đồng này, phần sát của cái mép của dây đồng mình chiết luôn đó, và mình cũng bẻ ngang qua. Hồi nãy là mình dỡ, là mình là tuốt hết để mình làm lại cái này cho bạn. Đây đó, mình tuốt vừa thôi là mình sẽ chừa lại cái phần nhựa này. Vì sao? Là khi là mình giữ hai dây nhau, mình sẽ cầm phần nhựa của cái dây điện này, nó không giật thì mình sẽ tạo được cái đường đi cho cái dây điện mình còn nói này, đó thấy không? Vô được rãnh rồi không? Đó, khi mà tạo được rãnh này rồi á thì mình dùng kìm mình tuốt luôn, mình rút cái nhựa ra luôn. Đó. Rồi, mình sẽ dùng phần đồng này. Mình quấn lại, quấn vào cái phần đồng trên dây mình còn chiết ra này nha. Đó rồi, thế là mình đã chiết xong nha bạn. Đây là đấu điện sống luôn đó. Thì khi mà điều này là mình dùng điện nè, cái điện nè, mình quấn từ quấn qua luôn đó. Mình sẽ quấn từ vị trí mà hết cái vị trí mà mình dùng cái kim bằng mà mình có giữ cố định này, quấn hết qua luôn, thì mình demo bạn coi luôn, quấn hết đi, đó, sạch luôn, đó, là cứng nha bạn. Còn một trường hợp bạn sợ mà có một tác nhân làm xé dây ra thế này đúng không, thì bạn phía trước này bạn quấn cho mình thêm một vòng nữa. Rồi đây là cách mà hồi xưa mình thường mình đi công trình mình làm cách này nha bạn, tương đối mình thấy tương đối an toàn và tốt, cứng. Thì mình đã chia sẻ đến bạn là hai cái cách mà nối dây điện mà sống. Rồi, cảm ơn bạn đã xem video tới đây nha.